một điểm tiện nữa là trong trường hợp bạn đột xuất có việc chen ngang đi, bạn không thể đứng gần nồi để chờ canh chở thức ăn được, thì trong lúc đó bạn chỉ cần nhấn nút nguồn, nó còn có chức năng là tạm ngừng, cho phép bạn tạm ngừng quá trình nấu. Khi quay trở lại thì chỉ cần nhấn nó một lần nữa là quá trình sẽ được tiếp tục với thời gian cài đặt còn lại. Nếu có hỏi món đầu bếp nào đang hot mua sắm nhất, nhận được nhiều bàn luận nhất trong những năm gần đây thì đó chính là nồi chiên không dầu. Vì lý do đó mà Điện Máy Xanh cũng không muốn làm phụ lòng các bạn, luôn cố gắng mang đến nhiều hơn những chiếc clip về sản phẩm này. Và nồi chiên không dầu hôm nay được đánh giá sẽ đến từ một thương hiệu quen thuộc, Kangaroo. Về vẻ ngoài thì nồi chiên này cũng có những điểm chung cơ bản của đại đa số nồi chiên không dầu khác. Thông thường thì sẽ có hai hình dáng là hình chữ nhật và tròn. Với cái nồi này là theo kiểu bo tròn, lại vì dung tích lớn nữa nên nhìn nó tròn lẳng như quả trứng luôn. Bạn không thích những chiếc nồi vuông vức, nhìn thô thì nó sẽ là lựa chọn thêm nét mềm mại cho bếp nhà bạn. Vỏ ngoài vẫn là chất nhựa bóng thôi, có thêm điểm nhấn vòng màu bạc ở đầu để trông nó không bị đơn điệu. Đây cũng là nơi Quỳnh hơi bất ngờ chút vì không nghĩ nó đặt bàn điều khiển ở đây, nhưng mà xài rồi mới biết là đều có dụng ý hết. Các bạn cũng thấy là phần đầu nó không làm ngang luôn mà hơi lài xuống để ngay hướng mắt nhìn của chúng ta. Và vì đặt ở đầu thì vừa tầm cho mình điều khiển, không phải khom, điểm cộng nhiều cho việc bố trí. Giờ vô bảng điều khiển nè, ấn tượng đầu tiên, nhìn con số và các biểu tượng hiển thị to rõ là thấy ok rồi đó. Tiếp tới là thao tác cảm ứng rất nhạy, hầu như chạm nhẹ là nó phản ứng ngay. Về chế độ nấu thì ở đây có sẵn 8 chế độ được cài đặt sẵn nhiệt độ và thời gian cho mình tiện thao tác nhanh và dành cho các bạn chưa quen canh chỉnh sao cho phù hợp. Cụ thể mình có chế độ chiên khoai tây đông lạnh này, thịt heo, thịt gà, tôm, thịt bò, nướng bánh, rau củ, cá. Ngoài ra nếu muốn tự chỉnh nhiệt độ và thời gian cũng được luôn, tối đa được điều chỉnh nhiệt độ đến 200 độ C và thời gian là 60 phút. Các bạn đừng có lo là mình chỉnh lố hay là chỉnh thiếu, bởi vì trong lúc nồi hoạt động, các bạn vẫn có thể nhấn chọn tăng thêm hoặc giảm đi thời gian và nhiệt độ cài đặt ban đầu. Điều này rất tiện để các bạn linh hoạt hơn nếu giữa chừng có kiểm tra món ăn và thấy cần phải điều chỉnh lại. Thêm một điểm tiện nữa là trong trường hợp bạn đột xuất có việc chen ngang đi, bạn không thể đứng gần nồi để chờ canh chở thức ăn được, thì trong lúc đó bạn chỉ cần nhấn nút nguồn, nó còn có chức năng là tạm ngừng, cho phép bạn tạm ngừng quá trình nấu. Khi quay trở lại thì chỉ cần nhấn nó một lần nữa là quá trình sẽ được tiếp tục với thời gian cài đặt còn lại. Điểm qua xong bảng điều khiển là như vậy, tiếp đến sẽ là khay chiên bên trong. Thao tác kéo ra mượt nha. Nhìn chắc các bạn cũng chú ý đến cái nút cam cam này đầu tiên. Để nhấn nó thì mình cần trượt cái nắp bảo vệ ra, sau đó nhấn giữ rồi nhấc khay hướng dầu lên. Mục đích tách riêng khay hướng dầu ra là để các bạn dễ vệ sinh, vì nhiệm vụ của nó là tránh làm thức ăn bị ngập dầu, mỡ thừa sẽ chảy xuống khay bên dưới thông qua các lỗ nhỏ li ti này. Bởi thế cần tách khay hướng dầu ra thì mới vệ sinh được khay chiên. Nhưng đó là trong trường hợp lúc vệ sinh thôi, còn khi sử dụng để phòng trường hợp các bạn lỡ tay nhấn vào cái nút màu cam làm rơi khay chiên xuống thì hãng còn trang bị thêm nắp bảo vệ bên ngoài cho an toàn. Khay chiên bên trong cũng có hình dạng bo tròn luôn, hợp với bề ngoài của nồi ha. Toàn bộ khay chiên được làm bằng kim loại có phủ chống dính, dễ vệ sinh. Và giống với đa số các nồi chiên không dầu, nồi cũng sử dụng công nghệ Rapid Air, giảm được tới 80% lượng dầu mỡ trong thức ăn. Rồi, đến phần các bạn mong chờ nhất là xem nồi chiên nướng ra sao. Và hôm nay Quỳnh sẽ sử dụng nồi chiên này để làm món cá nướng ha. Các bạn hãy cùng chờ xem món cá nướng muối ớt có ngon như là nướng than không nhé. Con cá Quỳnh mua tầm nửa ký, cho vừa luôn vào khay chiên. Quỳnh chọn nướng ở 190 độ trong 22 phút, cá trừ hao 2 phút để làm nóng nồi nữa nha. Sau 12 phút, Quỳnh sẽ lấy cá ra để trở mặt. Yên tâm là khi đóng khay lại là nồi vẫn tiếp tục hoạt động theo cài đặt trước đó nha. Khi nghe âm báo như vừa rồi thì nồi nướng xong rồi đó. Mở ra xem cá nướng như thế nào nè. Nhìn thì thấy cá được nướng chín đều hai mặt, tách ra phần thịt cá bên trong cũng chín luôn rồi nha. Khi ăn thử, Quỳnh thấy da cá không giòn mà dai, thịt cá chắc, ngọt thịt. Tuy giống nướng cỡ 70% thôi, nhưng ăn không ngấy dầu mỡ là ngon rồi. Để biết nồi tốn điện ra sao thì trong lúc nướng cá, Quỳnh cũng có sẵn tiện đo điện luôn. Các bạn có thể tham khảo thêm ở đây nha. Riêng phần vệ sinh, nếu như muốn lớp chống dính sử dụng lâu bền thì các bạn nhớ đừng cọ rửa nồi bằng cước kim loại. Bên cạnh đó cũng nhớ lưu ý vệ sinh dây meso bên trong để tránh gây nguy hiểm trong lúc sử dụng nha.
Sau khi trải nghiệm thì Quỳnh thấy nồi chiên không dầu này có dung tích không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa đủ cho một gia đình tiêu chuẩn. Đặc biệt với thiết kế bo tròn nhìn cưng cưng như thế này thì nếu bếp của bạn có nhỏ, nó cũng sẽ trở thành một điểm tạo nét để bếp của bạn không bị đơn điệu. Nếu như các bạn thấy cân nhắc về chiếc nồi chiên không dầu Kangaroo này thì hãy tham khảo giá Quỳnh để ở dưới mô tả nhé. Và đừng quên để lại cho Quỳnh một like cũng như là đăng ký ủng hộ trước khi rời đi nhé. Bye bye!